tới mùa đông thôi, mình chặt nó ngang giống vậy, mùa hè nó lên lại. Nó thấp thấp vậy thôi, nó không cao đâu. Qua mùa đông cái nó nằm xuống hết, cái mùa hè nó tự động nó lên trở lại. Chắc bà mới mốt bà dọn về đây, anh bán cái này rẻ rẻ bà mua, bà dọn về đây bà ở mình bà. À. Ở nuôi bò. Nuôi bò, nuôi đồ cũng được. Dạ, chắc là chị đây người Cà Mau. Dạ. Chị về mấy vùng này là thích hợp rồi. Về Cà Mau là người Cà Mau là thích cái này. Ừ. Đi tự đâu cần làm gì đâu, mỗi ngày vừa. Khi tới tuổi rồi, nhà để dành thì ít tiền. Khi sau này muốn đi chơi đâu xa đó, thì có tiền chơi. Già có tiền hưu kiếm chỗ nào là yên tĩnh. Ở đây mình mua đất để không? Năm ngàn tới mười ngàn là được một cái miếng đất xây nhà, một ếch cờ là xây nhà. Nhìn được cái nhà này nè, là cái hàng rào nè, dạ. Nó dọc chân cầu, dọc ra đây vô đây.